Xin thân mến kính chào tất cả quý khách hàng, quý bà con, quý anh chị và quý các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì không nói dài dòng miên man nữa, vào ngay chủ đề luôn này, nóng hổi luôn quý vị nhé. Hyundai 2004. Và con này chúng tôi đang để ở khu vực Bình Dương. Máy móc thì hoạt động nhanh như trên hình luôn. Này chúng tôi sẽ bán nhanh và bán gấp. Đang cần tiền để nhập một số lô hàng nữa. Giá ở đây thì chúng tôi sẽ nói cho quý vị ở trên cái phần tiêu đề luôn, 160 triệu thương lượng chút xíu thôi, tí thôi, không nhiều đâu. Con này anh em mà đang lập nghiệp thì đây là một cái sản phẩm mà chúng tôi đang có để cho quý vị đến bế nó về đổ dầu và đi làm. Cửa tiền thì ít thì đây, còn anh em tiền nhiều quá thì có thể bỏ qua ngay sản phẩm này của chúng tôi. Còn anh em ít tiền thì đây là một cái sản phẩm cho quý vị có thể lựa chọn. Anh em đến tận nơi nhìn tận mắt, sờ tận tay thử đi cho mình cái sản phẩm này. Vác theo vài căn dầu nữa, thử từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, cứ hết dầu anh em bỏ vào. Còn dầu chúng tôi có sẵn trong xe rồi. Còn anh em muốn thử từ sáng tới tối, từ tối sáng thì cứ vác thêm vài căn dầu đi đổ vào thử thôi. Hiện tại con này chúng tôi đang để Bình Dương. Quý anh chị, quý các bạn, nhà mình là đang cần sử dụng cái sản phẩm này để vật lập nghiệp, xúc vật liệu xây dựng, thì đây là cái sản phẩm chúng tôi đang có và đang để cùng Bình Dương quý vị nhé. Mọi thông tin chi tiết cụ thể nhất thì quý vị nhà mình có thể cho chúng tôi một nhắn tin vào cái Zalo hoặc gọi điện trực tiếp để chúng tôi có thể được gửi hình ảnh chi tiết cụ thể nhất để cho bà con nhà mình tham khảo cái sản phẩm này. Mọi người nhắn trên kênh YouTube chúng tôi không kịp trả lời, mong vô đó mọi người hết sức thông cảm. Mọi người xem video của chúng tôi hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Mỗi ngày chúng tôi sẽ ra một hai sản phẩm nào đó để quý vị có thể nhận được thông báo và xem ngay được cái sản phẩm mà chúng tôi đang tải lên. Bây giờ thì thân ái quyết thắng. Xin chào, hẹn gặp bà con nhà mình ở những sản phẩm tiếp theo của chúng tôi. Nhớ đăng ký kênh bà con nha. Đăng ký kênh đây.